gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc. Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được, em bây giờ như xa một tầm tay. Em bây giờ như xa một tầm tay, biết nói gì khi tình đã nhạt phai. Còn mưa mòn anh băng khoăn đứng lặng ở cuối đường. Chẳng có điều gì để trách cứ nhau khi trái tim không cùng suy nghĩ, đốt làm chi những tờ thư cũ. Xóa được không kỷ niệm mấy mơ, rồi mai này anh sẽ yêu ai? Tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản, tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn để gửi về người con gái yêu anh, để gửi về người con gái. Con